Dạ Thái mến chào quý bà cô chú đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Thì ngày hôm nay thì Hải đang có mặt tại cầu Gò Dầu của Tây Ninh để cập nhật cho quý bà cô chú về một nam thanh niên nhảy cầu hồi lúc 3-4 giờ sáng hôm nay. Thì cái câu chuyện này thì như thế nào? Mời quý bà cô chú cùng đồng hành với Thái để nghe lại cái câu chuyện này từ người chứng kiến. Dạ Hải xin mời ạ. Con thấy còn để là cái thẻ đó mà cái thẻ đôi dép nó đang làm chuyện này bác, nó buồn gì mình đâu biết, nó nhảy sao đâu biết không, mà ngày nó bữa trước nhảy rồi mà nhảy sao lo là được đó. À bữa đó ngồi rửa chén thấy rồi, bữa trước con ngồi rửa chén thấy luôn hả? Thấy, nhìn lên thấy nếu là leo lên rồi ơi. Cái ông nào nếu là có nhận cái đến cái mình tiếng còi hú chạy công an chạy qua cái đi mất tiền. Vậy là bữa trước đã nhảy rồi, người rồi, ta cuốn rồi. Dạ rồi. Ý là tức là không sợ chết mà là sợ công an. Chạy. Bữa giờ sáng tao ghẹo quá thằng nữa. Dạ. Chạy. Chết mà không sợ mà sợ công an. Chị Phước ở đây, chị Phước đi cút giùm cút. Tao cứu gì? Tao quên, nó muốn chết rồi thì chết à. Vậy với ngày mai không chết, đúng rồi, ngày mai nhảy cầu. Vậy là mới... Nó muốn nhảy. Mới nhảy hồi 4-5 giờ sáng hả cô? Ừ, nó muốn nhảy rồi cũng nhảy nè. Không chứ nhảy không nhảy à, sao không? Đúng là cái số nhảy cầu. Con nghe nói nhà ở gần đây hả cô? Cái nhà của anh đó. Đợi chứ gần đây nè. Anh đang làm đứng cái này nè. Dạ hồi nãy làm chung luôn á. Đang này làm chung hồi nãy hỏi anh không có trả lời anh, nói anh không biết không à. Dạ. Làm chung á. Nãy lúc quên hỏi nghỉ cái nhà ở đâu. Bà bán bún thằng nhãi này ở gần nhà đâu bà bán bún. Bà bún à mà không biết vào nào anh quên họ nghĩa cái anh đó tên Cường. Ừ, Nguyễn Nhân Cường bao nhiêu tuổi cô? Không có để tuổi. Dạ, con nghe nói 33 tuổi. Đã biết không? Tức là ngày trước là cũng có ý định là đứng trên cầu rồi nhưng mà sao mà lâu chứ được, có người lâu được, có người kéo lại. Ừ, chỉ không mà chạy tay cái hết rồi chạy rồi. Sáng hôm nay cô thấy là có gieo mình xuống dòng nước nữa rồi cũng nhảy, nó muốn nhảy rồi nhảy à, có ý rồi lại nhảy à. Vậy là cái ngay cây cầu xóa nợ này là cô chứng kiến nhiều trường hợp nhảy không? Nó muốn nhảy rồi nhảy nha. Thôi chị thương ngồi đứa chén của nó kìa. Đứa chén nó đợi trên cầu, đứng trên cầu cao rồi. Đứng là bà ta níu chân rồi đó. Đứng lên rồi đã leo lên cái hành lang rồi. Đây cái hành lang là tính nhảy rồi. Nhỏ gái đàn ông lo lợn ngừng chân nó lo lợn rồi mới xuống á, công an hú hú quá trời, cái bọn anh đi về. Con nghe thấy công an cái lần đập bỏ chạy. Công an cũng lội luôn ăn đôi đó đó, bên đó đó. Dạ. Giao thông bên đó hú còi là nó sợ nó đi về. À mỗi lần chết cái cổ tao biết không? Công an có đi cũng đi kiếm rồi kia là con. Cái này lúc mấy giờ rồi không biết. Chiều coi thử tình hình của nó sao. Thường thường con nghe nói 24 tiếng mới nổi. Ngày mai là mới nhảy 3-4 giờ sáng. Thì 3-4 giờ sáng là mới đúng 24 tiếng. Vậy chứ 8 rồi 9 giờ. Cô bên đây tiên đón là khoảng 8 tới 9 giờ. Đó, ở về phải không? Mà ổng nói chung ở đây cũng thấy có khi nào mà chết mà vớt là được mà điện không có vớt đúng không? Dạ đúng rồi. Không có vớt. Giáp cử mới... đúng rồi. Trời đến nổi chứ vớt không được đâu. Chứ ngõm á là đây không thầy nào coi trưa 2 giờ mới nổ thầy nào coi không. Cái đợt trước á, cái đợt trước là cô cổ kim tiên đón là chính xác luôn á. Cái đợt trước cô nói trời ơi không có bao giờ mà nổi giờ đó hết á, bà nói là đợt đó bà nói mấy giờ đó mà con quên rồi ha, nhưng mà thật là qua bữa sau là anh nổi cái giờ đó luôn. Nó không nhà gà ở đây giờ. Sáng giờ người nhà có biết chưa cô? Chắc biết rồi mà tao đã trên cầu mình đâu. Còn 9 giờ là bắt đầu nổi á. Ví dụ như tao đứng đó tao nhìn xuống cái gương, mình có thấy ấy nổi. Mới nổi thằng nè. Thằng nào cô mới nổi nào đó cô? Trời mới nổi thằng bữa gió đen rồi thôi. Không biết á. Chùa ở thằng trên An Thạnh. Ờ. Chứ đúng
cái chảo tồi trước ở dưới á, ở dưới nó tôi kéo lên hai thằng nữa. Ờ là hai thằng á, hai thằng á mới nổi à. Tính từ cái bữa mà con xuống đây tới nay 2 tháng là nghe nói 6 7 vụ 7 8 vụ hả con? Ba vụ, bốn vụ. Đâu có nhiều. Có. Nhảy mà tôi dớt đâu á, cái thằng nhà tôi đang thành á, tôi chở gì bệnh không? Nên là muốn coi đây nên không biết. Tôi đang thành tôi nói vậy. Như vậy cầu này nhảy quá trời. Cháu nhảy đây không lớn quá đời. Còn ở dưới ở thằng Mận ở gió đèn. Bởi vì cô đây giờ cô sợ luôn, không dám bước xuống sông. Nhảy ở đây mà cho đi xa hả cô? Ví dụ như nó cho đi xuống mấy đâu á, nó cho đi lên được luôn á. Mà thường thường như cô hết trôi nó dưới nhiều hơn trôi lên á. Dạ, con thấy hình như là trôi gì. Hình như mà nó nhảy chắc là lúc nó nhảy lúc nào cũng là nước cạn á. Nó trôi được thì dưới không à. Dạ. Nó trôi lên, từ hôm nay là thấy trôi được thì dưới không. Vậy là hôm qua là cô qua đang rửa chén, cô thấy? Không, Bên kia. Dạ. Là đang rửa chén là thấy leo lên cái bậc thang. Cái hành lang đó, cái lan can, nó kêu cái lan can. Mà xuống cái ăn với cái cao quá trời, mình dám trèo lên á. Nó muốn chết mà. Bởi vì chị muốn bây giờ cứu, nó muốn chết mà cứu. Ngày mai cũng nhảy nữa à. Thiệt. Quá mai nhảy thiệt. Nhảy nữ đó, đành nói đó. Thấy không, cũng nhảy à. Ừ. Cứu rồi còn tiếp. Cô vào đó đây là cô chứng kiến là bao nhiêu vụ ở cái cầu này. Cầu vụ gì? Chết nó, giờ nó muốn nổi nổi à. Nhỏ nó có chồng giám đốc á, chứng kiến quá thần á, mà nó đeo vàng lấp luôn. Chết, 5 ngày chưa nổi luôn. 5 ngày á cô? 5 ngày chưa nổi luôn. Đeo vàng dữ lắm luôn. Đeo vàng dữ không được. Kiểu nặng cây chứ không là. Không biết sao, nhà đường cầu dớt dớt mấy cái người này là trời. Cô nói là vợ giám đốc. Vợ của giám đốc bọn ghen quá, tự nhỏ duyên nhỏ vợ với chồng á, cái tự giận chứ nhiều người lắm. Bởi nhiều người suy nghĩ mà chỉ cần thiếu sót cái gì đó là chết trong chết bờ, chết dưới nước thì khổ ta. Đúng rồi, chết dưới nước khó tìm đó. Hồi đó cô cũng đi Vũng Tàu rồi, có tấm biển đâu ra, cô không dám luôn á. Xuống đi Vũng Tàu chứ ngồi trên bờ chứ không dám xuống biển luôn. Sợ thì thấy sắp chết đây á. Giống như ám ảnh. Đây là cô ám ảnh ngay chân cầu này. Nhiều đứa đâu chết cái lòng tay này, tay xẹ nè. Giờ như giờ nhìn cái chân gà cái ớn mình nó măng luôn á. Nè cái bàn tay xẹ ra vậy nè, bự lắm. Chết nổi vớt ngay cái dừa cái gòn nó luôn, vớt lên đó. Nhiều khi nó nổi bằng đi em vớt lên. Cái gòn nó vớt nhiều chưa cô? Nhiều lắm. Cái chỗ đó là chỗ khám nghiệm tử thi luôn mà. Ừ. Đó, đó. Cái gòn luôn. Cái gòn này cũng lớn quá ta. Hai cái gòn nó cổ thụ luôn, này lớn ghê luôn á nè. Vớt rồi cũng tầm mổ tử thi nhiều lắm. Là vớt xác lên đưa lên đó mổ tử thi hết không? Bởi chiều tối đi ngang đây cũng ớn ớn luôn. Có thấy gì không? Tối là không, thì thấy tại gì? Nhiều người ta nặng không dí, người ta nhận không dí, người ta thấy với mình thì không? Thấy lạnh người ha. Giống như mình có cái ám ảnh á. Trai cầu cơ nó vô lệ lắm. Này đó. Mình thấy chân vàng cắn quá trời. Có một cô nhỏ mà chết mà xè mấy hai bàn tay đây giống một chân già. Nhỏ bạn cô lên xuống lên chơi đi nhậu về. Tôi chạy ra coi đang vớt lên mà buông lại coi trầu con nhỏ nhập vô nó. Nhập vô nhỏ đó, nhỏ đó hạt với nó sao. Vô nhà cô mà. Ồ, 10 người mà đẻ không lợi nó luôn á. Quýt đâu rồi đó hả? Lấy con chọi cái gì quýt nó mà nó không thấy. Nó làm cái ớn lắm kìa. Rồi về coi đi nhậu xong cái nghe nó nổi chạy qua coi. Nhậu lúc đó cũng 9:10 giờ đi mà. Bắt đầu nó lợi nó nhập cho nó. Nhà 10 đứa bạn đẻ không được nó luôn á. Trời ơi. Mấy cái cảnh có thấy ớn như lắm rồi. Mà không có giờ mà chết thôi mà cô lợi cô coi, không dám coi, không dám dòm tới luôn. Cô đối diện dưới chân cầu này chắc là cô chứng kiến nhiều trường hợp á. Nên sợ không dám coi. Cho nên là cô ám ảnh. Mà xuống đi Vũng Tàu xuống nước không dám xuống. Ờ. Xuống đi, sợ nổi lên sợ dữ luôn á. Con sợ dữ lắm. Cô ngồi chơi cô đi đâu vậy cô? Cái lúc mà nhập đó cô hành động của chị đó sao cô? Nó làm gì mà nó la nó quậy nha. Nó tao giết mày chết, tao giết mày chết đâu. 10 đứa mà bạn bè đi nhậu về chung nó mà đè không được luôn. Đó đè giống như là tự tử chết không mất một ai đó ha. Ờ. Vô cái đội giết tao sao nha. Đời đó đè quýnh thế mẹ một mà tày hết. Ờ. Luôn. La làng rồi. Quýnh quá trời luôn. Quýnh cô hả? À. Rồi
trời, bị nhập vô quýnh cô luôn. Thì tại bạn bè chung á. Quýnh luôn công an luôn. Nó là cái người mắc nhập vô à, quýnh cô. Cái người mà chết là bị sida. Sida nó mới tự giận chứ. Trời ơi. Là mẫu tử thi 10 giờ đêm không cô? Sau đó là bạn cô mới đi chơi về ra để là coi là mới nhập vô. Lúc đó cô sợ chứ. Ừ, con sợ, con thấy chứng kiến gì con sợ gì đó, con nó dòm gì đó, con không coi luôn. Tự nhiên ra coi cái chạy la lẹ. Không coi, con không coi á, cô không có trong nhà, con nói coi cưng đừng ra nha cưng. Ngọc đừng ra nha Ngọc, mà một hai cũng cãi đi ra. Là sau đó chạy vô nhà cô là kiếm dao, kiếm đồ, hắn ra đâm người ta hay sao? Không phải, chạy lôi vô, nó đứng nó quậy, nó múa, nó quơ tay quơ chân á. Cái mấy đứa bạn nó lôi nó vô. Lôi vô mà cả chục người mà kèm không lại. Một đứa gái đó nha. Sức nó mạnh dữ lắm mà nhỏ ốm mình dây chứ mấy mà nó mặc đó nghe. Dạ mà bị sida nữa thì ốm nhơm nhát rồi đó. Có gì đó chị, cô nói chuyện. Cái người chết thì bị sida. Bạn của cô mà lại được chơi. Mà ốm như nhỏ đầu lúc chết. Ốm hơn nữa mà chị mà nó mập mạnh dữ lắm. Cô cho hỏi thăm là cái vụ mà anh đi nhảy cầu hồi sáng đó cô. Rồi sớm giờ có đội và ai tìm kiếm vô cô? Chưa. Nhưng hôm nay cô thấy nhảy cầu như là ít ai đi. Kiếm đi lặn lọ đi vớt. Tại sao vậy con? Tại như người ta như vớt không được á, phải chờ ngày nổi lên chứ không có vớt được. Như là cái cầu này có lời nguyền mà nhảy xuống tầm 1-2 ngày là không có lặn thôi thì kiếm được. Ờ, chứ cứ nhảy xuống là không bao giờ vớt được, nhảy liền vớt cũng không kịp luôn nữa. Là cô đã chứng kiến nhiều trường hợp mà nhảy rồi ta tìm kiếm không gặp. Để tới ngày nổi lên thôi. Tới ngày nổi cái ta cái mấy người ta đi ghe ta báo. Ta báo vậy với ở gần bờ sông vậy ta thấy ta kêu điện cho công an đó. Như người ta đang chạy ta thấy thi thể nổi ha, ta báo công an. Có nhiều người có cái ông kêu đi ghê, ông đi tập thể dục cái sáng. Kêu dẫn chó tập thể dục, còn chó hai người tự dẫn chết luôn. Chó chết luôn hả cô? Chó chết luôn. Cái trôi tới với đặt kia nè, vô trong cái đặt đó, cái đặt tinh nhỏ vậy nè. Vô cái mấy ngày nổi lên, cái chó nổi lên, cái ta đi làm cá hay làm gì đó, cái chó nổi lên ta la lên. Cái bắt đầu trả lời cái chó còn bị xiềng chung giận á. Vậy là chủ với con chó buộc nhau. Thương chó dắt chó tự giận luôn. Cô có tin là dưới chân cầu vào dầu này có ma giam không? Cô không biết đó, rồi cô không biết. Tại vì thường mình nhảy cầu chứ là không nổi lên được. Người ta nói là ma giam lâu cho tới ngày giờ đúng giờ đúng giấc người ta mới ngã ra. Nó cũng ổn mà. Nghe nói đâu hổng kỳ đó mà thì đó ta đóng phim thì cũng có văng lưới nhảy lần cho lần nghệ sĩ á, đang tôi đúng văng lưới ngay này nè. Mà con nghe nói là cây cầu Gò Dầu mà mày nhảy xuống đây rồi á là chết, mà nổi nghe chỗ này đâu mà chứ không có tôi đi không dạ, ngộ vậy đó. Ông không có nổi chỗ này đâu, tôi đi chỗ khác không à? Không, nhưng mà tôi không có xa, cách khoảng chừng vài chục thước à. À đúng rồi dạ, chứ theo như những câu khác á, nước chảy chỗ này á là có thể là tôi cái cầu Gò Dầu này có một cái điều lạ là nó không trôi đi 1-2 cây số mà nó trôi đi mấy chục mét đã nổi rồi. Còn như cái đợt mà dớt dưới dầm cảng là người nào đó ở đây nhảy cầu dưới tới trôi tới dầm cảng luôn thì cái ông mà có con chó là trôi lúc gần tới dầm cảng luôn á. Ông đúng mập đô của ông luôn, còn chó dính trong mình ông nhảy ôm chó nhảy luôn. Chủ của thương chó thương quá cái ảnh theo luôn. Cũng đổ nợ đổ nần á. Tại ở đây là gần casino. Mà hôm nay mấy ngày nói mấy ngày không đi casino mà biết làm gì mà nhảy cầu quá đâu mà không biết như nhỏ tuổi không à. Nó thì đó. Tao thấy tao ngồi tao nghĩ mà đây tao thấy anh em nấu nãy cái anh gì nổ kìa có đâu tao nói dầu quốc cải cái thằng anh điện đó đó. Đây là mấy cái cô ở đây nè quý bà cô chú, mấy cô là bán đồ ăn là ở dưới dân cầu nè, là thường xuyên là thấy luôn á, thường xuyên là thấy những cái thanh niên nhảy cầu ở đây đó, những người nhảy cầu ở đây là những cô ở đây là thấy chứng kiến hết. Thì cái anh Cường này thì ảnh cũng đã có cái ý định nhảy từ lâu rồi, nhảy mấy lần rồi
Thì nhưng được người ta cứu kịp thời. Nhưng mà lần này thì là không có cứu được. Đó, thì gia đình thì cũng rất là nghèo nên là cũng không có tiền để mà thuê những cái đội tìm kiếm ở đây. Với lại theo cái cô hồi nãy chia sẻ là bây giờ người ta cũng không có còn trông mong cái vụ mà tìm kiếm nữa với bà cô chú. Thì đợi khi nào xác nổi lên thì có người thấy người ta báo thì chỉ là đem lại đây để mà khám nghiệm, sau đó là đem về an táng thôi. Chứ bây giờ ở đây thì người ta cũng không có tổ chức để mà tìm kiếm nữa. Tại vì cho dù có tìm thì cũng không có ra, thì chỉ tốn tiền với lại mất công thôi. Đó, thì đợi khi nào mà thi thể nổi lên thì sẽ bà con thấy, bà con ở đây những người đi ghe rồi nè, người ta thấy người ta sẽ báo cơ quan. Tại vì cũng có nhiều vụ thì ở đây thì người ta cũng khẳng định là có nhiều, rất là nhiều vụ nhảy cầu, nhưng mà tổ chức tìm kiếm thì không có nổi. Thì đợi khi nào đủ đến cử đúng 24 giờ tới cử thì nó sẽ nổi lên. Nếu mà may mắn mà thấy được thì đem vô, còn không thì đợi tới 3 ngày đúng cái ngày nổi thì nó sẽ nổi. Thì vừa qua thì Thái cũng đã cập nhật cho quý bà cô chú về tình hình của anh ông Nguyễn Quốc Cường, 33 tuổi, làm công ty sai luôn gì đó, thì đã gieo mình xuống dòng sông này hồi 3-4 giờ sáng nay. Thì gia đình thì Thái cũng chưa có biết gia đình của anh ấy ở đâu, thì nghe bà con ở đây nói là dân ở đây, dân địa phương ở đây. Thì vừa qua thì Thái cũng đã cập nhật cho quý bà cô chú xem đó. Thì mong là quý bà cô chú hãy chia sẻ cái video này để cho cảnh tỉnh những người nào mà có ý định nhảy cầu, họ sẽ không có nhảy, để rất là khó khăn cho quá trình tìm kiếm nè. Rồi thứ hai nữa là gia đình nè, gia đình rất là khó khăn luôn. Thì Thái cũng mong là quý bà cô chú cho Thái xin một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký kênh nha. Đó, Thái sẽ cập nhật tiếp tục cái vụ việc này gửi đến quý bà cô chú. Và bây giờ thì Thái cũng xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà cô chú ở clip tiếp theo ạ.